Một con này thì có lẽ là nó sẽ ra theo kiểu bạch cầu hoàng đầu thân bối nguyệt đây. Đây này, em này. Chó con Bắc Hà Sù. Đây, mẹ này. Bố này. Bà ngoại này. Đấy, bà ngoại Queen đó. Bà ngoại Queen là hôm nay là đợt này là đợt gọi là sinh gái. Vì là bà ngoại Queen cũng vừa mới lấy giống xong. Ừ. Năm con chó con. Nào, ô nào. Năm con chó con thì có một con là mấy con nhóc con. Là có một con màu lông theo cái kiểu là con bố đây. Đây này. Đấy, nhìn màu của nó có vẻ nó phớt vàng hơn. Một con trắng muốt. Đây. Đây là cái lông đệm của nó nhá. Đây là về sau nó là cái lông đệm. Thì ở cái màu lông đệm của con chó sơ sinh này thì nhìn thấy là có con này này. Là mặt là lông đệm là phớt vàng này. Cái lông mặt này có thể về sau là có lẽ nó sẽ giữ nguyên trên người của nó, thì về sau nó sẽ cái lớp lông đệm này nó sẽ chui vào bên trong. Một con lông nhìn vàng nhạt giống con bố. Hai con trắng đều, không có tí màu nào khác cả. Một con này thì có lẽ là nó sẽ ra theo kiểu bạch cầu hoàng đầu thân bối nguyệt đây. Đây này, em này. Đấy. Nhưng đây là khả năng nó sẽ là cái lông đệm của nó nhé. Còn về sau khi nó lớn lên thì có thể là cái lông của nó thì chưa biết được. Nhưng nếu mà lớn lên mà cái lông nó vẫn giữ màu như này thì là quá phong thủy luôn. Đấy. Bạch cẩu hoàng đầu. Đây này. Đầu vàng nhá. Đầu vàng hơn này. Thân người trắng này. Bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt. Trên lưng của con này. Và cái đuôi của nó. Nó có phớt. Nào con lau tránh ra để quay cho con của lau nào. Nào. Lau đâu, tránh ra. Đừng chiếm cái máy quay của anh. Đang quay con chó con. Đâu rồi, con nhóc con đây. Con này. À không phải con này, con kia. Con kia cơ. Con đầu nó có hình vầng trăng này. Đấy, đây. Con này. Để cho con nhóc con đấy, cho nó xoay ngang ra đây. Rồi, ok, đấy. Thế. Để nhìn cái thân của nó. Đây, lưng đây. Bế nó như vừa rồi ấy, để nhìn cái lưng. Đây. Bạch cẩu rồi nhá, hoàng đầu thì rồi. Thân đây. Lưng này, chấm vàng này. Đấy. Và đuôi. Đuôi ở gốc đuôi là có tí chấm vàng. Đấy. Thân bối nguyệt. Đó, trên xương sống nó có chấm vàng. Chấm vàng thôi, nhưng mà cái này về sau là khả năng là nó sẽ ra nó sẽ chìm vào bên trong. Cái đuôi này có lẽ nó sẽ chìm vào bên trong. Vì nó là cái lông sơ sinh bây giờ là nó là cái lông đệm thôi, lông mềm. Nó thay lông cứng thì mới biết được. Còn nếu mà nó là theo cái tướng chó mà như con này như hiện tại bây giờ là theo tướng chó gọi là bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt, nó là tướng chó đế vương đấy. À, quyền cao chức trọng. Con đấy là con cái đúng không? Đâu hai con đực đâu, nhấc hai con đực xem nào. À, em đực này thì lông mướt luôn. Rồi. Đực này, một đực. Sợ, quá đẹp luôn. Tuyệt vời luôn. À, cho ngang người để nhìn lông ở trên người. Đấy. Ok, một đực. Đực thứ hai. Đây là lần đầu tiên cho chúng nó xương dưới nền đấy. Vì con chó nó còn rất là non. Mà cái mùa này thì mùa đông. Đây em được thứ hai, em được mũi thứ hai này thì có mõm có vẻ là cái mũi, màu mũi có vẻ hồng hơn. Em đầu tiên là màu đen hơn. À, lông nó dày khan luôn. Đuôi thì tuyệt vời. Hai em được này thì giải lông là đều là không tì vết. À, em được đầu tiên là cái mặt của nó là cũng có một tí vàng. Em được thứ hai đâu?
Yeah, con kia lại đang ra làm phiền con Queen kìa. Rồi, bỏ con đực thứ hai xuống, ra nhấc con cún con ra đây làm phiền rồi nó lại dọa chứ. Nha, chắn hai con kia, lại ra phi ra chỗ bà rồi kìa. Cứ thích ra chỗ bà. Này thì nó còn đang rất non chó, bắt đầu bập bẹ tập ăn. Nhấc hai con đực lên đồng thời. Rồi, đây là hai con đực đây. Hai em đực trắng buốt, một em mũi đen và một em mũi hồng. Mũi hồng khả năng theo kiểu con bố, còn mũi đen thì theo kiểu con mẹ đây, mẹ mũi đen này. Đó. Bà ngoại mũi đen này. Bố thì mũi hơi phớt hồng. Cũng đen nhưng mà bên trên mũi là hồng. Đó, hai em đực. Và ba em cái. Nhấc ba em cái đây. Một em rồi. Một em là bạch cẩu hoàng đầu thân búi nguyệt đây. Em này là mũi hồng, như này em đực, một trong hai em đực, nhấc hai con cùng một lúc. Hai con nào cũng được. Rồi. Đây là hai em cái này, một đây này, nhìn cái màu của nó này, so sánh màu với nhau. Thực ra nhìn bình thường thì nó coi nó là màu trắng, nhưng vì ở trên cái dải trắng ấy nó có trắng hơn hẳn và trắng ngả màu thì coi như nó thành là vàng nhạt. Đó, hai em cái này. Rồi, bê kênh nó ra để nhìn được mặt. Một em thì màu theo cái kiểu màu con bố là lông về sau nó sẽ là lông theo kiểu phớt vàng nhạt, kiểu thế. Còn xếp nó thì chắc xếp nó vào con màu trắng thôi. Rồi, hai em đều có một cái tí chấm ở trên đầu, không biết là nó giống ai. Bố mẹ thì đều không có mà hai con chó con lại có, hình như con mẹ có cái tí chấm ở trên đầu. Và con cái còn lại đây. Rồi. Ok. Con cái còn lại nhất mà mình nó đi được. Rồi, em này, em cái này thì mũi đen. Xem quay ngang người xem nào. Rồi, em này thì lông đều. Em này là mũi đen. Như này thì ba con cái này có lẽ là mình sẽ giữ lại hai con. Hai bên tai phớt thì nó như con bông kia thôi, bình thường. Ba em cái này thì chắc là sẽ giữ lại hai em. Có lẽ là sẽ giữ lại cái em đế vương kia. Em nghe đồn là cái con chó tướng bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt này là nó sẽ rất là thuận cho mọi việc ở trong nhà về mặt tiền tài. Còn cái con bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt đây là con đầu vàng này, đầu vàng, mà đầu vàng ở đây là tính là đỉnh đầu, đỉnh đầu vàng, thân trắng, lưng có chấm vàng đó. Đúng chưa? Đúng tướng chưa? Đấy. Thì cái con này nghe gọi là tương truyền lại, còn không biết chả biết nó đúng hay sai. Thì là cái con chó này là có một cái vị nhìn thấy cái con chó này là giữ lại nuôi. Và sau đấy chinh chiến là lên làm vua luôn. Nó gọi là chó đế vương. Nếu mà trong tướng chó là nó là cái tướng chó được đánh giá là tướng chó quý nhất, bạch cẩu hoàng đầu thân bướm nguyệt đấy, người ta đánh giá thế thôi. Còn bản thân là cái tướng chó phổ biến ở trong dân gian mà nói thì nhất bạch nhị vàng rồi, tam khoang tứ đố. Cái con chó nó trắng thì nhìn nó đã là con chó xếp đầu rồi đấy. Nhưng nếu mà trắng mà nó lại có đấy, tướng chó trắng là tướng chó được xếp đầu rồi, nhưng mà tướng chó trắng mà nó tướng chó trắng đặc biệt được theo kiểu như thế này, bạch cẩu rồi nhưng mà nó lại hoàng đầu, nó là vàng đầu đấy, lưng là có chấm tròn. Đây là như em này là lưng và đuôi đó. Thân bối nguyệt thì có thể hiểu hai kiểu, một là có thể hiểu là thân và bối là có nguyệt, thân và bối là có chấm. Hai là có thể hiểu là thân bối, thân nó cũng có thể hiểu là ở giữa, giữa lưng
giữa lưng có chấm. Bối nó là lưng, nó là sống lưng. Với con chó thì bối nó là sống lưng, coi như là có thể hiểu là giữa lưng có chấm hoặc là thân và lưng có chấm. Vậy thì như con này đấy, quay lại cái con này, nhấc lại cái con này lên, nhấc cái để nhìn cái phần lưng của nó. Đó, thấy không? Bối nguyệt này. Nếu như thế này, em này là như thế này, là đếm như thế này là 3 chấm. Đây, 1 chấm khấu đuôi này. Đây chấm này, đây chấm này. Thì trong đấy 3 chấm này thì cái chấm ở giữa này chấm to. Đấy, còn lại toàn thân trắng muốt. Em này sẽ giữ lại. Ok, rồi cho nằm đi, cho nằm nghỉ đi. Ba em cái này thì có lẽ là sẽ bán nhường bớt một em. Hai em đực thì có thể nhường cả hai hoặc là nhường một, cũng có thể giữ lại, cũng muốn giữ lại một con đực. Muốn giữ lại một con đực để mà làm cái con đực đời sau. Nhưng mà vì là ngoài cái đàn này ra, mình sẽ còn 5 đàn nữa tiếp theo. Sẽ còn 5 đàn nữa của cái con bố đẻ ra cái đàn này. Sẽ còn 5 đàn nữa tiếp theo để chờ. Cho nên là có thể nhường. Có thể nhường bớt được. Còn cứ chó trắng thì khỏi phải nghĩ rồi. Vào nhà nhìn nó sang cả cái nhà. Người ta gọi là nhất nhất bạch nhị vàng. Nhất bạch nhị vàng. Con chó trắng là sang chảnh. Còn cái tướng chó trắng mà theo cái tướng chó dân gian thì người ta gọi là tướng chó sang. Nhà mà nuôi chó trắng ấy, mà có phụ nữ thì thường là nhà có phụ nữ đẹp. Đó. Đấy là cái tướng chó dân gian nó là như thế. Có thể nhà có phụ nữ đẹp, có thể là vợ đẹp hoặc là con đẹp, kiểu vậy. Đấy, thời ngày xưa thôi. Thời ngày xưa là như thế. Nhưng cái đấy thì nó cũng là một cái mối liên hệ cũng có thể hiểu được. Vì những người đẹp thì thường là người ta cũng sẽ có một cái sự chu đáo với lại cái ngoại hình của người ta. Thế mà nuôi cái con chó trắng này, nó để mà nó trắng nó sạch được thì nó sẽ cần một cái sự chu đáo hơn là cái con chó màu khác. Thế cái người mà nếu mà có thể là ở lôi thôi bừa bộn chẳng hạn thì nuôi người ta xu hướng có thể người ta sẽ không thích chọn cái con chó trắng để người ta nuôi. Kiểu như vậy. Dáng đi này. Đuôi vắt trên lưng này đấy. Nó từ bé luôn nhé. Khi mà nó di chuyển, nó đuôi nó vắt ở trên lưng. Ra cào cấu đào bới này. Đây, bà ngoại này. Đây là nuôi chung nhé. Với bọn Bắc Hà này là nuôi chung được. Nuôi chung mấy đời với nhau. Bà ngoại, tức là mẹ, con và cháu, ba đời ở cùng nhau đấy. Mà như cái đàn này mà giữ lại thì cũng sẽ nuôi chung với này mẹ với bà. Đây là một cái giống chó rất là đáng nuôi của Việt Nam. Đó. Bà ngoại, đời đầu tiên, con chó đầu tiên, đời đầu tiên bắt ở trên bản về, đặt tên nó là Queen, nữ hoàng. Vì xác định là sẽ giữ lại các cái đời con của nó. Còn con đực đầu tiên bắt ở trên bản về, đặt tên nó là King. Đấy, vua và hoàng hậu. Nào, bây giờ là đến bây giờ đây là cái đàn cháu đầu tiên của nó. Nếu không có gì thay đổi, ái già đang dọa cho con. Thôi được rồi Queen ơi, nhường nó đi. Hừ hừ tí thôi. Không có gì thay đổi thì chắc có lẽ nó sẽ lên được chức kính hoặc là có thể còn chức cao hơn nữa. Vì con chó ta này nó có thể sinh sản được sớm, 12 tháng là có thể cho nó sinh sản được rồi. 14 tháng có thể có đàn chó con đầu tiên rồi. Cứ 1.5 năm là chắc chắn sẽ có đàn chó con đầu tiên, sẽ có đời tiếp theo, kiểu như vậy. Thì như Queen là bây giờ là đây là cái đàn chó con đầu tiên của Queen, lên chức bà ngoại. Đàn sau là sẽ lên chức cụ, coi như là hơn 1 năm nữa. Rồi, lau ra khoe cái đuôi hả? Đây này, còn khả năng là trong mấy con là sẽ có một con là màu về sau nó sẽ giống con bố này. Đó. Ok, cho mọi người ngắm cái con chó con Bắc Hà trắng.
cái đàn đầu tiên của năm 2023. Còn trong năm nay thì sẽ trong năm nay thì lịch trình ở năm nay là sẽ có 6 đàn. Sẽ có 6 đàn Bắc Hà trắng con để mọi người chọn. Sẽ là 6 đàn chứ không phải 1 đàn nữa. Cute Phô Mai Que. Đây là đàn đầu tiên là đẻ rồi nè. Đàn thứ hai thì chờ khoảng 50 ngày nữa mới đẻ, mới lấy giống được khoảng tầm 1 tuần 10 ngày gì đấy thôi. Tầm 1 tuần. Còn 4 đàn nữa thì nó sẽ sàn sàn nhau cách nhau mấy ngày. Cách nhau mấy ngày 1 tuần 1 đàn. Lúc đấy nó sẽ đẻ gần như đẻ hàng loạt 4 con. Thôi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ai mà quan tâm cái đàn cún con này thì có thể liên hệ lưu số điện thoại Zalo của trại 0901008234. Lưu Zalo để tiện, lưu số điện thoại và add Zalo để tiện trao đổi và theo dõi.